ba ta đi may đồ vòng một trăm uống hả vòng ba trăm thầy bắp chè ở trên Cần Thơ nè thôi bữa nay ta bớt ăn rồi mới được gì đâu tới trăm chứ gì số thì vợ mới nói nha tốt cũng đâu có gì có trái cao nó chín thì nó ngọt à nó chín thì nó ngọt à có con trái ở trên cao á rõ đúng không cái nó cao sao bẻ bằng thứ gậy nhánh á mà trái đó ngon lắm á trốn mà những gương mặt đi trốn chú tay cái nào nó thơm thơm dữ lắm ba cái đó để giống rồi vậy ăn không hết đó bữa hổm trái quá trời luôn bữa hổm trái quá trời luôn bữa nay nó làm giống luôn à ta say trời đất cũng say vì những buồn phiền ta buồn ta chán sự đời vì đời bạc tựa như vô những